Chào Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tán Gẫu sáng thứ bảy và bây giờ là 7 giờ sáng giờ California, tức là 9 giờ sáng giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ bảy chúng ta vẫn có chương trình tán gẫu chủ yếu. Đề tài sẽ được mở rộng hơn. Quý vị có thể đề, tài, đề cập tới những cái đề tài khác nhau. Thay vì trong tuần là chúng ta lại tập trung vào thời sự. Cảm ơn tất cả các thính giả rất nhiều. Hy vọng hôm nay quý vị sẽ có những cái ý kiến thật hay. Và trước khi đi vào phần tán gẫu Phong vẫn nhắc lại là hôm qua bên nhà anh có gọi chiều thứ hai thì à, tạp chí đã được in xong và trưa thứ ba thì à, phong sẽ cho nhân viên tới pick up và sau đó sẽ gửi đi cho tất cả mọi người cuốn tạp chí quốc phòng do đó quý vị nào đã order thì quý vị à, vui lòng kiên nhẫn chúng ta sẽ nhận được cái tạp chí trong tuần tới và những quý vị nào mà chưa order hoặc là muốn order thì quý vị có thể liên lạc qua cái địa chỉ email nằm ngay trên màn hình của quý vị trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com để mà đặt mua tạp chí quốc phòng đây là cuốn tạp chí quốc phòng đầu tiên của người việt ở hải ngoại và nó chỉ tập trung vào tất cả những cái diễn biến diễn ra ở tại á châu thái bình dương những biến cố tương quan quân sự ở Á Châu Thái Bình Dương và ấn Độ Dương. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bây giờ như thường lệ thì chúng ta có một cái cuộc à, à, thảo luận liên quan tới những gì quý vị quan tâm. Tuy nhiên còn một cái thông báo ngắn nữa. À, hôm qua phong có sắp xếp thì có thể là ngày 14 tây tháng 4 này. Phong nhấn mạnh 14 tây tháng 4 tức là ngày thứ sáu. Thì quý vị nào mà ở Nam California hoặc là Bắc California xuống đây. Quý vị có thể giữ cái buổi ra mắt sách do Phong và nghị viên Amy Phan West đứng ra tổ chức cho bà Sarah Palin, người đã từng là ứng cử viên tổng thống và là cựu thống đốc của tiểu bang Alaska. Bà sẽ xuống quận Cam vào cái dịp tháng giữa tháng 4. Do đó thì quý vị nào mà muốn tham dự, Phong sẽ gửi chi tiết cho quý vị. À, nhân dịp này, quý vị có thể gặp gỡ với bà Sarah Palin và bà là cựu thống đốc của tiểu bang Alaska và từng là ứng cử viên tổng thống và Hoa Kỳ. Hy vọng quý vị sẽ có dịp gặp gỡ nhưng mà tất cả mọi việc còn đang sắp xếp vẫn chưa xong nha. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần đọc comment của quý vị. À lướt qua những cái lời chào hỏi của quý vị nha. Trung Quốc sẽ không bao giờ tấn công Đài Loan đâu chú. Sao con biết không bao giờ? Nói cho chú con nói ra như vậy thì con phải giải thích và con phải đưa cái và cái ý kiến con ra để thuyết phục hơn chứ không thể khẳng định một câu ngắn gọn như vậy thì sẽ thiếu thuyết phục con muốn đưa ra con nói là không bao giờ tấn công thì con phải cho biết lý do nha. Ok. Rồi à tiếng Việt hay tiếng Anh, bây giờ tạm thời là tiếng Việt, tức là tạp chí này sẽ in bằng tiếng Việt trước rồi sau đó có thể và vài tháng sau đó phong sẽ có một cái uh, tạp chí tương tự như vậy và bằng tiếng Anh nha. Rồi à lính Mỹ bị thương chiến trường dù có súng đạn cứu uh, vẫn cứu uh, cứu bạn đó là luật hay là tinh thần đội. No, đó là quy tắc chứ không phải là luật, nó là quy tắc, tức là à, uh, no left behind không bỏ rơi đồng đội không bỏ rơi đồng đội đó là cái quy tắc của các binh sĩ ở trên chiến trường nha à, uh, đụng đội Iran Mỹ ra sao rồi chú ông Biden ông Biden ông tuyên bố là không muốn có tranh chấp nhưng mà lực lượng Hoa Kỳ thì vẫn mở các cuộc không tập nhắm vào khu vực này nha thì uh, tôi không nghĩ là nó sẽ dẫn tới một cuộc đối đầu tranh chấp giữa Iran và của Hoa Kỳ trong cái vấn đề của Syria tuy nhiên đôi bên sẽ có thể đối đầu trong vấn đề nhà máy nguyên tử của Iran khi mà Do Thái đang đe dọa mấy ngày nay là sẽ tấn công các vị trí này nếu như Iran làm giàu chất uranium lên tới 90%, tức là cái khả năng có thể chế tạo được một cái bom nguyên tử nha. Yeah. Rồi à, nếu quân đội Trung Trung Cộng đe dọa tới khu vực khu trục hạm Hoa Kỳ ở hạm đội 7 có quyền nổ súng để bảo vệ à, hay là chờ lệnh ông à, Biden. Trên quy tắc thì ông Trump đã cho phép chuyện này trước đây và Biden chưa rút lại cái lệnh này thì trên quy tắc thì hạm đội bảy có quyền nhưng mà tùy theo mức độ khẩn cấp tới mức độ nào thông thường họ vẫn làm theo thủ tục là vẫn phải báo cho tổng tư lệnh đội biết và chờ lệnh tuy nhiên tùy theo mức độ khẩn cấp của cái cuộc gọi là đe dọa này nếu mà nó khẩn cấp tới mức mà không còn đủ giờ thì phía hải quân Hoa Kỳ họ toàn quyền quyết định đó là cái cái sắc lệnh mà ông Trump đã ban hành trước đây và Joe Biden chưa có hủy bỏ cái xác lệnh này do đó nó vẫn còn hiện nó vẫn còn hữu hiệu nha. Vụ án 4 tiếp viên hàng không được trả tự do ở Việt Nam còn phía Pháp có nói gì không anh Phong? Họ quan sát, tại vì họ đã báo cho phía Việt Nam thông qua Interpol, tức là thông qua Sở Cảnh sát Quốc tế. Do đó bây giờ phía Cộng sản Việt Nam họ phải làm việc với phía cả Cảnh sát Quốc tế và họ sẽ phải report cho Cảnh sát Quốc tế biết tất cả những diễn biến. Thì bây giờ chúng ta chờ xem thì tôi nghĩ rằng là trong vài tuần nữa thì có lẽ bốn cô này sẽ bị bắt lại sau khi mà họ âm thầm trục xuất bốn câu này ra khỏi cái uh, cái tổ chức đảng thì họ sẽ bắt lại bốn câu này nha. Yeah. Rồi tiếp tục à lướt qua một số những cái đã đọc rồi nha. Yeah. Nghề thám tử bên Hoa Kỳ có hợp pháp hay không và nếu có vậy có vi phạm quyền riêng tư không anh? Thứ nhất là cái nghề mà nó gọi là private investigation là nghề thám tử tư nó vẫn hợp pháp tại Mỹ. Và thông thường làm nghề này á lại là những cảnh sát Thông thường làm nghề này đó là những cảnh sát về hưu hoặc nghỉ ngành cảnh sát rồi, thì à, họ đi ra làm mở cái văn phòng thám tử tư, thì họ có cái quyền của họ đầy đủ khi mà họ làm cái công việc của họ. Có điều là họ phải làm đúng theo quy tắc và không có, tại vì tất cả những cái theo dõi chụp hình của họ là cung là cung cấp riêng cho thân chủ của họ thôi, chứ họ không có công khai hóa. Do đó họ cũng và không có phạm luật. Tuy nhiên thân chủ của họ mà công khai hóa cái đó thì do thân chủ của họ chịu trách nhiệm chứ họ không có chịu trách nhiệm thì thường thường cái nghề thám tử tư ở mỹ này á là rất là nhiều và thường thường họ làm việc với văn phòng luật sư nhiều văn phòng luật sư làm việc với lại private investigation nhiều lắm nếu mà quý vị à, làm việc với những văn phòng luật sư đó họ chuyên muốn mướn cái uh, private investigation để điều tra những cái uh, chương mục ngân hàng à, đi đứng tại đại khái là rất là nhiều cho những cái vụ uh, vụ kiện nha rồi tiếp tục à, uh... Tôi có xem về ca của ông Vũ Thành An hầu như bự quá phong có thể cho thêm tiểu sử nhà này. Tôi nói thật, có rất nhiều người đã cho tôi tiểu sử ổng nhưng mà tôi không muốn nhắc tới chuyện cá nhân của ổng. Chuyện ông ta, ông ta làm trong cái chuyện cá nhân của ổng thì tôi không có để ý và tôi cũng không muốn nhắc tới. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh tới cái cái cách làm việc bất lương thôi. Và có một cái uh, hành động mà tôi cho là blackmail, tức là tống tiền. Khi mà tất cả các cái show người ta tổ chức, ổng tống thư tới trước thì cái đó là cái hành động bất lương tống tiền còn cái chuyện cá nhân của ổng thì tôi lại không muốn à, quan tâm tới tại vì mấy chục năm nay rồi tôi biết ổng ở oregon nhưng mà tôi không có quan tâm và tôi cũng không có giao du với ổng cũng không có trách nhiệm gì với ổng hết có điều là trong suốt gọi là 72 tiếng đồng hồ vừa qua tôi đã nhận rất là nhiều feedback từ những anh em nghệ sĩ rồi nhà băng nhạc rồi à, những người production tức là những người mà làm về à, âm thanh ánh sáng họ rất bực bội cái vấn đề này họ rất bực bội thì họ hôm qua tôi có gặp một số anh em bên uh, production hôm trước thì gặp một số nghệ sĩ trong cái uh, kỷ niệm 55 năm cái uh, đám cưới ở cái uh, mà cái ngày, ngày cưới của anh uh, Bảo Quốc đó thì tôi gặp rất nhiều nghệ sĩ họ cũng đã họ cũng đã than phiền cái chuyện này họ nói họ không biết chuyện gì xảy ra hết và họ cảm thấy sợ thì lúc đó tôi mới tìm hiểu rồi tôi gặp một số anh em ban nhạc nữa thì ở đây tôi không nói tới cái vấn đề cuộc sống cá nhân của ông nhạc sĩ vũ thành an tôi chỉ nói cái hành động đó là hành động bất lương và có cái thái độ tống tiền chứ tôi không muốn đề cập tới chuyện cá nhân của ông nha rồi tiếp tục ok hiến pháp hoa kỳ miễn truy tố tổng thống và cựu tổng thống vậy đảng dân chủ vẫn truy tố đó là sao no miễn truy tố trong lúc ổng đương nhiệm nhưng mà sau khi ổng hết nhiệm kỳ đó thì nếu như ổng không tự ký cái ân xá cho mình đó thì ổng có thể sẽ bị kiện một số tội ổng sẽ được miễn trừ cho một số tội nó liên quan tới điều hành quốc gia ví dụ như là những cái gì mà họ kiện ổng mà liên quan tới việc ổng điều hành quốc gia sẽ được miễn tố hết nhưng những cái gì thuộc về cá nhân của ổng đó thì nếu như ổng không ký cái lệnh ân xá thì ổng có thể bị kiện thì tổng thống trump là người đã không ký lệnh ân xá cho mình vào cái giờ phút cuối cùng do đó họ vẫn kiện ổng liên quan tới cái chuyện cá nhân của ổng còn nếu mà liên quan tới cái cái, cái cách mà ổng điều hành quốc gia thì không ai được tự, được, được kiện hết theo hiến pháp là ổng được miễn tố đó là cái mà nó khác biệt chỗ này ok quý vị phải phân biệt là khi mà ổng là đương nhiệm thì không ai được tố ổng hết không ai được kiện ổng hết tại vì ổng đang đương nhiệm khi ổng hết nhiệm kỳ thì những chuyện nếu mà ổng ký ân xá thì coi như là ổng được bảo vệ hoàn toàn còn nếu ổng không ký ân xá thì có một số những cái gì đó liên quan tới cá nhân của ổng vẫn bị kiện như thường và tòa vẫn có thể nhận đơn kiện, còn mà những cái gì liên quan tới việc điều hành quốc gia thì ổng được miễn tố nha. Rồi tiếp tục. Ok à Số vũ khí ở Afghanistan của Hoa Kỳ có lấy lại được từ Taliban không chủ nếu không lấy được thì làm sao trả để lại cho đám khủng bố được. Thứ nhất là nó không lấy lại được và Taliban đang dùng số vũ khí này bán lại cho một số tổ chức khác. Theo tôi biết là họ đang bán lại cho một số tổ chức khác. Thì mình à, không biết được là Taliban sẽ làm cái gì nhưng mà bây giờ không lấy lại được rồi, nó trị giá mấy tỷ Mỹ kim nha. Yeah. Rồi, tiếp tục nè. Ok à. Vụ kiện ông Trâm với cô à, diễn viên cấp 3 thất bại thì mình truy tố ngược lại Soros rồi không chú, nếu kiện thì tiện tội gì? Nó no. cái này là không phải là cô diễn viên gì cả cô ta chỉ là một cái ngôi sao đóng phiên khiêu dâm, đừng dùng chữ vị diễn viên, ok là thứ nhất, thứ hai là lấy cái gì chuyện cho sâu đây, ông ta có quyền sử dụng cái ngân quỹ về đóng góp xã hội của ông ta để ông ta đóng góp cho tất cả những cái tổ chức và kể cả tổ chức của chính quyền, thì kiện ông ta cái gì? kiện ông ta cái gì, nha? Yeah. rồi tiếp tục à... Chú Phong có thể nói và nhận định về việc điều trần TikTok trước Quốc hội không chú? Theo tôi biết thì à, phía các à, thượng nghị sĩ và kể cả các à, dân biểu, họ đã quyết định là sẽ cấm TikTok. Tại vì cái lời cái lần ra điều trần của ông tổng giám đốc này đã không thuyết phục được họ. Điều then chốt nhất ông ta nói rằng là đây là công ty độc lập và không có dính dáng tới chính quyền cộng sản Trung Quốc. Đây là một lời nói láo. Tại vì công ty TikTok nằm dưới công ty mẹ là ByteDance và trong công ty Biden đang có những cái chi bộ đảng cộng sản nằm ở trong đó do đó nếu nói là công ty độc lập và tư tư nhân thì không đúng thứ hai là ông ta đã thú nhận là theo cái luật mà Trung Quốc ban hành năm 2017 buộc tất cả các công ty phải cung cấp dữ liệu cho cơ quan mật vụ và cơ quan an ninh của Trung Quốc nếu cần thiết có nghĩa là những cái dữ liệu của người sử dụng tại Hoa Kỳ họ có thể cung cấp cho nhà nước cộng sản Trung Quốc đó là điều thứ hai Điều thứ ba là họ nói rằng họ đặt cái dữ liệu của Hoa Kỳ ở tại Hoa Kỳ, tức là ở cái công ty Oracle mà họ mướn cái server đó. Nhưng nhân viên của họ ở tại công ty Biden vẫn có thể xâm nhập vào dữ liệu của người dân Hoa Kỳ. Tức là họ có công cụ xâm nhập được, họ có cái một cái tool ở trong đó họ xâm nhập được. Như vậy thì có nghĩa là cơ quan mặt vụ của Trung Quốc cũng có thể xâm nhập được thông qua công cụ này. Và cuối cùng hết là cái GPS, tức là họ vẫn cài đặt cái GPS vào trong đó có nghĩa là quý vị có tắt cái uh, TikTok ở trên cái phone của quý vị thì nó vẫn xác định được vị trí của quý vị ở chỗ nào đây là an ninh quốc gia chính vì vậy mà kỳ rồi ra điều trần thì ông này không thuyết phục được tất cả mọi người do đó thì tôi nghĩ rằng là theo cái xu hướng thì phía quốc hội Hoa Kỳ sẽ cấm TikTok nha và vấn đề còn lại là ông cho bên ký lệnh hành pháp hay không ok rồi tiếp tục à... Wow. OK. À. Tại sao Cam Thái Myanmar họ đảo tránh để hạ bệ thủ tướng hay là họ chuyển sang chế độ quân phiệt về anh phong? Thứ nhất là ở Thái Lan không phải ở Campuchia. Campuchia thì không có nhưng mà ở Thái Lan và ở Miền Điện đó thì nó lại có một cái luật được quy định trong hiến pháp. Nếu mà có lộn xộn chính trị thì quân đội có quyền tạm thời nắm quyền. Thì bên Thái Lan đó khi có đảo chánh khi có bất ổn chính trị thì quân đội có thể sử dụng cái quyền lực của họ để mà chấn chỉnh cái cái trật tự xã hội trước khi mà họ trả lại chính quyền dân sự riêng bên miến điện cũng có một điều tương tự như vậy có điều là chính quyền quân phiệt miến điện nó tím luôn cái quyền đó luôn do đó thì miến điện nó trở thành một cái chế độ quân phiệt còn campos thì là trên quy tắc là xã hội đa đảng nhưng mà cuối cùng ông hun sen ông dùng cách này cách kia ổng trấn áp và ông ổng vô hiệu hóa hết tất cả những cái đảng đối lập nó đơn giản vậy thôi nha yeah. rồi tiếp tục à, ok à... tổng thống mỹ chưa có đời nào tổng thống nào từ chức người dân có thể yêu cầu tổng thống từ chức không vì tổng thống đó không làm được việc nó no. đã có ông nixon nixon đã phải bị từ chức ở thập niên 70. tại vì lúc đó nó khui ra cái vụ watergate tức là cia đặt máy ngay lén trong quốc hội và ông Nixon đã phải từ chức Chứ không phải là chưa Không phải là chưa Còn nếu mà quý vị muốn recall ông Tổng thống đó Thì bây giờ cứ tính là 10% khối phiếu 10% khối phiếu Tôi lấy ví dụ như ông Trump đi Ông có tới 75 triệu lá phiếu Thì như vậy 10% có là 7 triệu rưỡi 7 triệu rưỡi chữ ký Trong vòng 1 năm Mà quý vị huy động được 7 triệu rưỡi chữ ký thì quý vị có thể yêu cầu là Rico tổng thống đó là tái bầu cử đó nhưng mà chuyện này là impossible không xảy ra được nha yeah. rồi tiếp tục à wow nếu như vậy sau này Biden xuống ông sẽ bị kiện mệt mỏi luôn hả chú nó no. nếu ông ta ký ân xá thì ông ta đâu bị kiện nếu ông ta ký giấy tự ân xá cho ông ta trong cái ngày cuối cùng trước khi ông ta rời khỏi ghế tổng thống thì ông ta đâu bị kiện chỉ là duy nhất của ông Trump là Ông chơi trà màn anh hùng Ông không đăng ký Các đời tổng thống trước Cái ngày cuối cùng trước khi rời khỏi cái tòa bạch ốc Thì họ ký ân xá cho chính họ Để họ bảo vệ cho họ Nhưng mà ông Trump lại không làm Ông Trump lại không làm Do đó thì à, uh, Ông bị kiện một số vấn đề về dân sự Nha À, uh, Ở Mỹ nếu có tội ghi danh ra tranh cử tổng thống thì miễn thời gian trong thời gian đó Vậy người có tội ghi danh để kéo dài thời gian của mình thì sao? No, không có kéo dài gì hết Ví dụ, tôi nói ví dụ bây giờ bên phía của à, văn phòng biện lý của Manhattan quyết định là truy tố ông Trump Thì trên quy tắc ông Trump phải à, vào trong tù ngồi Và tòa sẽ quyết định là cho ông bail hay không Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ luôn Là nếu như ông, họ không cho ông bail, ông ngồi trong tù để chờ xét xử thì trong thời gian xét xử ổng vẫn có quyền vận động tranh cử có điều là không có mặt ổng ở ngoài thôi cái toán là vận động tranh cử rồi cái toán vận động làm sao không biết ổng thắng cử rồi ổng trở thành tổng thống ổng vẫn có quyền ngồi điều hành cái quốc gia ở trong nhà tù tại vì hiến pháp cho ổng cái quyền đó là hiến pháp ghi rất rõ ràng chỉ cần quý vị sinh ra ở nước mỹ là quý vị có quyền tranh cử tổng thống hiến pháp không có nói rõ là Quý vị phạm tội là quý vị không được tranh cử Có thể quý vị bị tước Cái quyền bỏ phiếu Nhưng cái quyền tranh cử của quý vị không bị tước Tức là có những tù nhân Sau khi mà họ bị kết án tù Họ bị tước đi cái quyền bỏ phiếu Cái thời gian họ ở tù Nhưng cái quyền tranh cử của họ không có bị tước Và không có luật nào tước đi Cái quyền ra tranh cử của người dân hết Do đó Dù bây giờ ông có Tôi nói, tôi nói là cái trường hợp tệ nhất đó nha tệ nhất đó mà ổng ngồi trong tù chờ xét xử đó ổng vẫn vận động tranh cử và thắng cử ổng vẫn có thể điều hành quốc gia ở trong nhà tù rất là rõ ràng cái hiến pháp của hoa kỳ nó bảo vệ tối đa lắm nha rồi tiếp tục với bảy nợ của trung quốc nên người italy đã thức tỉnh trước cánh tả và phe bảo thủ đã nắm được chính quyền thật sự phe bảo thủ nắm chính quyền không phải là do cái bảy nợ của trung quốc mà do cái xã hội loạn của nước ý sau thời gian lực lượng cánh tả nắm quyền thì nước ý được một cái là họ nằm ngay cái ngay trong cái quốc gia của họ đã có cái tòa thánh vatican thì những người đi theo tôn giáo có khuynh hướng bảo thủ hơn thì họ thấy là cái xã hội kỹ cương băng hoại thì họ chọn lại phía bảo thủ để chấn chỉnh kỹ cương thôi đó là cái chuyện mà chúng ta thấy được chứ không phải là do vấn đề của trung quốc nha rồi à lúc này nhiều việt kiều ở mỹ có một số về việt nam tung hô sung sướng lắm em thấy tường vấn đề là họ có dám bỏ quốc tịch mỹ không họ tung hô nhưng mà họ có dám bỏ quốc tịch hay không và đó là việt kiều của cộng sản chứ không phải người việt hải ngoại người việt tị nạn cộng sản hải ngoại nó khác với việt kiều em đang nói cái thành phần việt kiều đó thì cái thành phần việt kiều đó có dám bỏ quốc tịch ở nước sở tại về việt nam ở luôn không hay là về chơi vài tháng rồi và chạy về chạy về cái nước sở tại nha rồi tiếp tục wow Đúng, và các bạn vào khá nhiều à ok à vũ khí tối tân của mỹ như máy bay tàu chiến có khả năng à, tự hủy nếu lọt vào tay cái đường không không tùy món ví dụ tron thì có hay là một số khu trục hạm thì có còn chiến đấu cơ thì không chiến đấu cơ thì không có cho nên tùy theo cái món vũ khí thôi theo tôi biết thì một số chiến đấu cơ có một số chiến đấu cơ thì không nha cái gì làm cho đảng dân chủ đoàn kết nhưng đảng cộng hòa thì không đơn giản lắm bởi vì đảng dân chủ sử dụng quyền lợi để nối kết các quyền lợi còn đảng cộng hòa sẽ không có đoàn kết là bởi vì đảng cộng hòa tôn trọng sự suy nghĩ độc lập của mọi người và mọi người tự nguyện chọn con đường đi chứ họ không áp đặt giống như đảng dân chủ đảng dân chủ dùng cái quyền lợi áp đặt nếu anh không thỏa hiệp nếu anh không đoàn kết thì anh đi một mình chúng tôi sẽ cô lập anh do đó đảng dân chủ nhìn bề ngoài thì đoàn kết nhưng nhìn bề trong họ chỉ là nối kết những quyền lợi của các phe phái ở trong đó còn bên đảng cộng hòa họ đi theo cái tinh thần độc lập đó là cái tinh thần ngay từ đầu lúc lập quốc của hoa kỳ là tuân thủ và tôn trọng tất cả cái tinh thần độc lập của người khác họ chỉ có thể kêu gọi thuyết phục họ không thể áp đặt nhau được đó là cái uh, ưu điểm và cũng là khuyết điểm của đảng cộng hòa, nha. Rồi tiếp tục à tổng thống đài loan đến mỹ chính thức hay bán chính thức về văn phòng. Thứ nhất là bà chỉ ghé ngang thôi, stop over. Chứ bà không phải là chính thức viếng thăm nước mỹ. Bà ghé hai lần là cái lúc mà bay đi uh, qua trung mỹ thì bà ghé lần thứ nhất là ở new york để bà nhận sẵn ghé đó thì bà nhận một cái giải thưởng của viện houston institute tức là viện nghiên cứu chiến lược trong đó trao giải thưởng lãnh đạo toàn cầu cho bà và chuyến về thì bà lại ghé qua california và nói chuyện ở cái uh, thư viện của ông uh, thư viện reagan đó thì ở đây ở cali thì bà có thể gặp chủ tịch của hạ viện ở tại bakersfield thì đó là cái chuyến ghé ngang thôi chứ không phải là chuyến viếng thăm chính thức của nữ tổng thống đài loan tới viếng thăm hoa kỳ mà là một cái chuyến ghé ngang thôi nha rồi tiếp tục À Wow à. Biện lý là chức vụ gì họ có quyền là ký trác bắt người, biện lý là họ nắm quyền về điều tra. Và khi mà họ có đầy đủ bằng chứng thì họ giao qua cho công tố viên truy tố. Biện lý là người đứng đầu của cục điều tra. Cục điều tra của tiểu bang và của quận hạt. Còn FBI là cục điều tra của liên bang. Còn biện lý tức là DA District Attorney đó thì họ có quyền hạn mở cuộc điều tra. Và ngay cả prosecutor, tức là công tố viên đó, cũng có quyền mở cuộc điều tra luôn. Trách nhiệm của họ là điều tra. Nhưng mà điều tra xong và đưa ra kết luận. Và sau đó họ chuyển hồ sơ cho công tố viện để mà khởi tố. Thì trách nhiệm của biện lý về mặt tiểu bang và về mặt là quân hạt là họ có thẩm quyền mở cuộc điều tra nha. Rồi tiếp tục. À, rồi những chuyện của bốn cô chia đẩy viên đó tôi đã có giải thích rất rõ ràng trong cái chương trình thảo luận đặc biệt rồi. Quý vị nào chưa xem vào đó xem đi nha. Rồi à, em chỉ đợi xem điều trần quốc hội vụ rút quân ở ta, Taliban để lấy lại sự hy sinh cho 13 binh sĩ Hoa Kỳ. Đã xong, bây giờ chỉ còn chờ tới cái người đứng đầu Bộ Ngoại giao là ông Anthony Blinken. Thì à, ông sẽ có thời hạn tới ngày 27 tây tháng 3 để giao tất cả những chứng từ tài liệu, còn nếu không thì phía của Quỹ ban đặc cách về đối ngoại của hạ viện sẽ tống trác mời ông ra điều trần. Thì bây giờ ông có thời hạn tới ngày 27 tây tháng 3. Hôm trước ổng có lên ổng điều trần thì ổng nói rằng cho ổng tới giữa tháng 4. Nhưng mà bên bên hạ viện không đồng ý. Thì bây giờ ổng sẽ có thời hạn chót là 27 tây. Còn những nhân chứng ở trong cái cuộc rút quân hỗn loạn đó đã được mời điều trần. đã được mời ra điều trần nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số những cái à, đọc rồi nha. Ok, à. Đạo luật và dự luật ở Hoa Kỳ giống nhau? Đạo luật là đã được ban hành, dự luật là chưa được ký và chưa thành luật. Chữ dự tức là dự bị thôi, tức là chưa thành luật. Còn chữ đạo luật có nghĩa là nó đã được tổng thống ký và ban hành thì nó gọi là đạo luật, còn dự luật tức là bills thôi thì nó chỉ là một cái dự luật tức là nó chưa nó mực đề ra nhưng mà nó chưa thành luật nha. Rồi tiếp tục. À. Chữ chiến tranh đặc biệt thời Mỹ tham chiến ở Việt Nam là bảo vệ cho đồng minh còn ông có Tiên dự chữ chiến tranh đặc biệt là bảo vệ cho ai? No, ông đâu có dùng chữ chiến tranh đặc biệt đâu. Ông dùng chữ là special operation. Là chiến dịch đặc biệt chứ đâu phải là chiến tranh đặc biệt ông dùng chữ là uh, uh, special uh, uh, nó gọi là special operation mà hai cái nghĩa nó khác nhau nha rồi uh, anh giỏi vũ khí laser hiện nay chỉ có do thái và nhật không thật sự nếu mà nói về tia laser thì nhiều nước có nhưng mà áp dụng trong kỹ nghệ quân sự thì hoa kỳ do thái và đức nhật là bốn quốc gia có áp dụng trong kỹ thuật quân sự còn cái kỹ thuật về laser, tia laser đó Mà về dân sự đó, thì nhiều nước có lắm Nhiều nước có lắm Và còn áp dụng trong cái uh, lĩnh vực quân sự Thì Đức, Nhật, Hoa Kỳ, Do Thái là bốn quốc gia có nha Wow, lướt qua một số những cái đọc rồi nha ok giá xăng hôm nay em thấy giảm rồi anh nghĩ sao trong thời gian tới thì mùa này nó giảm qua khỏi mùa đông rồi thì tới mùa hè nó tăng trở lại thì cái giá năng lượng ở trên thế giới thứ nhất nó sẽ tăng vào mùa hè thứ hai nó sẽ tăng vào mùa đông thì qua khỏi cái mùa đông thì đương nhiên giá xăng nó giảm và tới mùa hè thì nó tăng trở lại tại vì cái nhu cầu dùng trong mùa hè nó nhiều thì nó tăng rồi cái nhu cầu dùng trong mùa đông nó nhiều thì nó tăng đó là chuyện bình thường của thị trường mà nha yeah. thị trưởng có quyền lực hơn thống đốc trong việc điều hành ở thành phố không ở mỹ này nó có một cái điều đặc biệt là ba vị trí được xem là có quyền lực là thứ nhất là tổng thống là mang tính chất liên bang thứ hai thống đốc là tính chất của tiểu bang và thứ ba thị trưởng là tính chất của thành phố riêng quận hạt ở mỹ thì nó lớn hơn thành phố nhưng mà quận lại không có quyền lực bằng thị trưởng quận là lớn hơn chỉ một trong một cái quận có bao nhiêu thành phố cũng giống như ở việt nam quý vị một thành phố có bao nhiêu quận vậy đó thì ở bên Mỹ này quận lớn hơn thành phố thì ở quận đó, nó có bốn năm giám sát viên tức là county supervisor nó quyết định toàn bộ ngân sách của quận và chi ra cho các thành phố nhưng cái quyền lực về thực sự đó lại không bằng ông thị trưởng nếu có những cái biến cố xảy ra thị trưởng là người có quyền lực thống đốc là người có quyền lực và tổng thống là người có quyền lực Ví dụ, quý vị còn nhớ cách đây 2 năm, khi mà nó xảy ra cái biến cố của George Floyd, cái anh chàng da đen mà bị chết không? Thì nhiều thành phố bạo động đó, thì ông Trump đã cho à, gửi các lực lượng vệ binh quốc gia tới từng thành phố và các tiểu bang. Thì quý vị, quyền ổng gửi tới nhưng họ không được hành động. Họ tới đó, họ phải nằm dưới quyền của thị trưởng và thống đốc. Do đó, thị trưởng và thống đốc mới có quyền à, active, tức là à, activate họ hay không, tức là đó, họ có sử dụng cái lực lượng này hay không. Thì nhiều thị trưởng và thống đốc của các tiểu bang blue, các tiểu bang xanh đó, họ từ chối. Họ không muốn uh, activate những lực lượng về quốc gia lại quyền ở ở trong tay của họ. Đó, thì nó đặc biệt chỗ đó và thị trưởng có cái quyền hạn trong thành phố của mình. Bây giờ even ông tổng thống mà có xuống thành phố đi nữa thì vẫn phải đi theo cái quy tắc của ông thị trưởng. Nếu mà tổng thống mà có xuống thành phố đi nữa thì phải vẫn phải tuân thủ cái quy tắc của ông thị trưởng. Đó là cái điều đặc biệt của nước Mỹ là cái uh, tinh thần nó độc lập lắm, nó không có cái kiểu giống như là là theo cái kiểu mà chịu đứng đâu. Mặc dù ông tổng thống là là tổng thống của chính quyền liên bang đó, nhưng mà xuống tới địa phương đó là phải lệ thuộc địa phương nha. Rồi tiếp tục. Wow, à Ok, à, uh, Lloyd Austin có phải là kẻ chính trị điếm đàng hay không mà ông ta làm việc tận tâm cho nước Mỹ? À, ông ta là, thật sự quý vị, Lloyd Austin là được Joe Biden chọn làm bộ trưởng quốc phòng. Nhưng mà cái quy tắc của nước Mỹ là người mà đứng đầu trong bộ trưởng quốc phòng là trong vòng 7 năm không dính dáng gì tới quân đội. Tức là người đó mà muốn được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng là trong vòng 7 năm, ít nhất là 7 năm là không có dính dáng gì tới quân đội hết thì Lloyd Austin là kẻ được xem là có cái khuynh hướng cấp tiến và luôn có cái thái độ tôi cho là à, bảo hòa ông ta không muốn có xung đột và ông ta cố tình sử dụng cái vị trí đó để bắt đầu à, đưa ra những chính sách mà tôi gọi là chính trị hóa bộ quốc phòng đó là cái quan điểm của tôi nha rồi à, Ông Trump có tiếp bà Thái Văn trong lần ghé Mỹ không? Theo tôi biết lịch thì không có. Tại vì ông ở Malago, là ở Florida. Bà ghé lên New York rồi sau đó bảo vé ghé về California. Do đó thì không có cái lịch nào cho thấy là ông Trump sẽ gặp gỡ bà Thái Văn cả. Rồi tiếp tục. À, làm cách nào để buộc Biden từ chức là do Hạ viện và Thượng viện. Nếu như mà ở bên năm nay mà bây giờ tôi lấy ví dụ thôi. Ví dụ qua khỏi cái tháng 4 Joe Biden tuyên bố tái tranh cử thì sẽ có nhiều thành viên của đảng dân chủ không thích, họ muốn người khác, họ không muốn Joe Biden thì họ có thể vận động và hợp tác, tức là đảng cộng hòa chắc chắn họ sẽ đưa ra một cái uh, chiến dịch đàn hạch đối với lại Joe Biden. Thì đàn hạch là nằm dưới hạ viện, thì đảng cộng hòa nắm đa số thì ok, nhưng nơi đàn hạch là thượng viện thì lúc đó phải cần đảng dân chủ. Thì uh, trong nước Mỹ ở nước Mỹ có 3 lần đàn hạch đều không thành công nhưng lần này với Joe Biden nếu như ông ta tuyên bố ra tranh cử mà đảng dân chủ không muốn ông ta tranh cử đó thì đàn hạch có thể thành công tại vì đàn hạch muốn thành công là cần tối thiểu 67 phiếu ở trên sàn thượng viện 67 phiếu do đó đảng dân chủ không có cửa ở đảng dân chủ ông Joe Biden chưa biết được là lần này ông ta có bị đàn hạch hay không đây là cách duy nhất buộc ông ta từ chức đây là cách duy nhất buộc ông ta từ chức Thì vẫn phải coi thủ tục ở dưới Hạ viện như thế nào Rồi sau đó Tại vì Hạ viện là nơi lập thủ tục để mà đàn hạch Còn nơi đàn hạch là Thượng viện Nó cũng giống như ở ngoài tòa Là công tố viên hay viện kiểm sát Lập thủ tục truy tố Nhưng nơi xét xử là tòa án Do đó nó khác nhau nha yeah. Rồi tiếp tục à, Anh có thể giải thích tại sao biện lý New York lại dùng tiền cá nhân để khởi kiện được Ok, ông ta không phải dùng tiền cá nhân mà ông ta dùng quyền tiền ở một cái ngân quỹ của ông George Soros tài trợ. Cái quỹ này là cái quỹ bất vụ lợi. Thì á, khi mà cái hồ sơ này đóng năm 2018, ông ta đã từng tuyên bố là không muốn khui lại cái vụ án này là xong rồi. Tự nhiên một năm nay ông lại khi mà ông Trump vừa tuyên bố ra tái tranh cử là ông bắt đầu mở lại vụ án này. Thì khi mở lại vụ án này, ông thì ông phải có sự đồng ý của à, cấp tiểu bang và cấp liên bang để có cái tiền điều tra thì có thể rằng là ông ta thấy rằng là nếu mà phải chờ cái đó thì phải lệ thuộc vào một số những cái quy định của tiểu bang và liên bang ông ta không thoải mái điều tra được do đó ông ta quyết định sử dụng cái ngân quỹ tư nhân tài trợ cho văn phòng biện lý để mà ông ta có quyền mở cuộc điều tra thì ở Mỹ này có những cái tổ chức độc lập bất vụ lợi họ vẫn ta thu tiền quyên góp của mọi người hay là của một số nhà tài phiệt rồi họ cung cấp cho những cái cơ quan chính phủ để làm việc để đỡ đần cái ngân sách cho chính phủ ở địa phương ở tiểu bang hay ở liên bang đó là luật mỹ cho phép nha yeah. rồi tiếp tục à... nếu chính phủ biden không thực hiện theo trác của quốc hội chuyện gì xảy ra thì có nghĩa là ông ta chống lệnh quốc hội thì khi ông ta chống lệnh quốc hội có nghĩa là ông ta đã vi phạm luật của hoa kỳ Lúc đó Bộ Tư pháp có quyền lập thủ tục khởi tố ông ta. Quốc hội sẽ đưa tất cả những cái chứng từ đó qua cho bên phía Bộ Tư pháp. Và Bộ Tư pháp sẽ phải lập thủ tục khởi tố. Nếu ông ta chống lệnh Quốc hội. nha yeah. Rồi tiếp tục. À... Ron DeSantis có khả năng trở thành phó tổng thống của ông Trump lời kỳ này không? Thứ nhất là tôi đã nói quý vị, năm nay nếu ông Trump tái tranh cử, thì người phó của ông sẽ là một phụ nữ chứ không phải là một năm giới do đó cái đó là rất là khó thứ hai Ron DeSantis đang điều hành rất tốt tiểu bang Florida nhiều thành viên của đảng cộng hòa không muốn Ron DeSantis ra là bởi vì muốn ông ta giữ cái tiểu bang này màu đỏ và chính Ron DeSantis cũng chưa tuyên bố ra nữa và even Ron DeSantis kỳ này có tuyên bố ra đi nữa thì ông ta sẽ thua trong Trump. là bởi vì ông ta đã bị chia phiếu ông ta đã bị chi phiếu rồi cho nên ông ta khó thắng được ông Trump lắm chính vì vậy mà ông ta nói rằng tôi là một executive nhiều hơn tức là tôi là một người điều hành nhiều hơn có nghĩa là ông có ông chưa tuyên bố nhưng mà có vẻ như là ông không muốn ra rồi và nhiều thành viên của đảng hòa vẫn muốn ông ở lại trong cái vị trí là thống đốc của tiểu bang Florida để duy trì cái chính sách này tại vì Florida hiện nay là một trong những tiểu bang tiên phong áp dụng những chính sách cứng rắn Chấn chỉnh kỷ cương Nó còn mạnh hơn so với Texas Lúc trước là Texas Bây giờ cây cờ này là ông Ronald Santich nắm rồi Ông đưa ra những cái chính sách Cứng rắn để bảo vệ kỷ cương quốc gia Thì nhiều tiểu bang ở miền Nam Và nhiều tiểu bang Red Red state tức là màu đỏ đó Họ đã bắt đầu đi theo cái chính sách của Ronald Santich Coi như về mặt diện Hiện nay là tiểu bang Florida Đang là cái tiểu bang đứng đầu trong khối bảo thủ Nha rồi tiếp tục à vào wow, lướt qua một số à ở hoa kỳ muốn ứng cử vào chức vụ nào đó đại diện cho một đảng thì phải gia nhập sinh hoạt đảng đó trước không hay chỉ tự nhận mình thuộc về đảng nào là được rồi no chỉ cần chận nhận mình là được rồi ví dụ quý vị không cần sinh hoạt đảng ngay cả quý vị ghi danh bên đảng cộng hòa hay đảng dân chủ quý vị cũng không cần đi sinh hoạt luôn không cần luôn trừ phi là đảng đó yêu cầu quý vị đi sinh hoạt bởi vì họ cần cái sự hỗ trợ của quý vị còn ở bên ở bên đây đó quý vị không cần quý vị không cần phải đi sinh hoạt đảng nó không có chuyện đó chỉ có những người tình nguyện đi sinh hoạt để mà xây dựng cái quyền lực chính trị của mình thì họ chịu khó đi sinh hoạt ở trong đảng còn nếu không đó quý vị họ ghi danh là đảng cộng hòa đảng dân chủ gì đó họ ra tranh cử thôi để cho là có tên đảng thôi đó ở bên mỹ này nó không có áp đặt chuyện đó nha rồi, à, ok, à. Nếu ông Trump chọn Ivanka làm phó tổng thống có được không? Không có ai cấm ông cả. Nhưng mà ai cũng biết là ông sẽ không chọn Ivanka. Không ai cấm ông cái chuyện đó cả. Nhưng mà người, người ta đều biết là ông sẽ không chọn. Những nhân vật nữ là Nikki Haley, bà Sarah Huckabee, rồi bà Noel Christine hay là uh, Candace Owen là những người mà người ta tiên đoán hay là cả, uh, Cadillac là những người mà người ta tiên đoán là ông Trump sẽ chọn chứ không phải là Ivanka và Ivanka đã nói là cổ không muốn xen vào chính trị nữa mặc dù vẫn ủng hộ cho thân phụ nhưng mà cổ không có muốn xen vào chính trị nữa nha yeah. rồi tiếp tục kịch bản người nhập cư bất hợp pháp cứ dập biên giới mexico lặp đi lặp lại hoài đảng cộng hòa không có cách nào ngăn chặn tùy theo đời tổng thống như ông trump thì ông chặn được đó nhưng mà khi ông hết nhiệm kỳ rồi đảng dân chủ lên đã xả ra lại thì cũng như không rồi cái tới lúc đảng cộng hòa lên lại siết lại nó cứ siết thả siết thả và nó kéo dài từ cả trăm năm nay rồi cho nên quý vị cái câu chuyện này không bao giờ giải quyết được tại vì nước mỹ cái bản chất của nước mỹ là đất nước của di dân. Là đất nước của di dân. Nước Mỹ là cái nơi nơi mà di dân khắp nơi trên thế giới nó tụ về. Do đó, không giải quyết được có điều là di dân hợp pháp nó khác với di dân bất hợp pháp thôi. Thì nước Mỹ này bản chất của họ là đất nước di dân mà, nha. Nước Mỹ có ra trường hợp mà tổng thống nào dùng quyền ân xá bị xem là lạm quyền chưa? No, thường thường các tổng thống ngày cuối cùng và trong cái giờ phút cuối cùng, họ mới tự ký ân xá sau khi họ ký ân xá cho những người khác. Họ ký ân xá cho những người làm việc dưới quyền của họ. Tức là những người đã phục vụ trong tòa Bạch Ốc để những người này không có bị uh, mang bất cứ một cái cuộc uh, truy tố nào uh, gây hại cho họ hết. Thì thường thường tổng thống trong cái giờ phút cuối cùng đó tức là trước cái giờ mà tuyên thệ của ông tổng thống kia đó thì là họ sẽ ký họ ký cho những người làm việc cho họ trước rồi cuối cùng hết họ ký cho mình thì cái chuyện đó không có gì là làm quyền cả hiến pháp cho phép không có gì làm quyền cả hiến pháp cho phép có điều là ông trump ông lại không dùng ông không từ ký dân xã cho nên bây giờ nó lợi dụng cái kẻ hở này nó kiện ông về dân sự và và cá nhân thì lại do chính ông Trump Ông lại tình nguyện không ký Thì cái vị Còn các đời tổng thống trước Cái ngày cuối cùng và cái giờ cuối cùng đó Một tiếng đồng hồ trước khi rời khỏi tòa bạch ốc Họ sẽ tự ký cho mình Đó là cái uh, hiến pháp cho phép Để mà họ bảo vệ cho cái người đứng đầu quốc gia Không bị lung tung ba cái vụ kiện Nha Rồi tiếp tục À, Hy vọng 5 năm nữa sẽ tới à, thôi à, thời của thống đốc Freida. Tôi thì tôi nghĩ rằng là Ron DeSantis nên giữ cái vị trí đó tại vì tiểu bang Freida hiện nay là tiểu bang chiến lược, nó đã được à, à, từ cái màu xanh màu đỏ bây giờ nó biến thành màu đỏ hết rồi. Thì nên giữ lại cái tiểu bang này. Tại tiểu bang này rất quan trọng. Thứ nhất là nó là nó nó có cái khối lượng cử tri đào đoàn đông. Thứ hai là tiểu bang này người Latino rất đông. Đa số là những người đến từ Trung Mỹ và Nam Mỹ. Họ đến ở Florida. Do đó giữ được Florida à, bảo thủ là chúng ta có thể à, thuyết phục được cái cộng đồng Latino trên toàn quốc. Tại ở đây người Cuba, người Venezuela, người Honduras, người Colombia thì ở Florida hầu hết là cộng đồng người à, người Latino rất là nhiều. Do đó nếu mà mình chấn được cái cửa này thì coi như là mình có thể thuyết phục được cái cộng đồng Latino trên toàn quốc. Còn nếu mình mất cái cửa này thì phiền lắm nha à, Tôi nghĩ ông Donald Trump sẽ chọn bà Carrie Lake làm phó tổng thống kia nó kỷ niệm kỳ 2 năm 2004 Thì quý vị có thể đưa lên bàn cân Một người gốc Á là bà Nikki Haley Một người gốc da đen là Candace Owen Thì một người gốc Mỹ Trắng là bà Carrie Lake hoặc là bà Christine Noam là bà thống đốc của South Dakota hay là bà Sarah Huckabee là thống đốc của Arkansas. Thì bây giờ chúng ta có 3 nhân tuyển phụ nữ cho 3 chủng tộc. Gốc Á, gốc Phi Châu và gốc da Trắng. Thì chúng ta chưa biết được ông Trump sẽ chọn về khuynh hướng nào. Ông sẽ chọn về khuynh hướng nào. Thì tôi 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 thì tôi, tôi dự đoán tôi thì tôi vẫn thấy là hai nhân vật là Nikki Haley và Candace Owen là nhân tiện thích hợp nhất, đặc biệt là Nikki Haley, bởi vì Nikki Haley là một người gốc Á, bà là gốc Ấn Độ và cái hướng chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ trong những năm tới thì cái vị trí phó tổng thống này tôi thấy rằng bà Nikki Haley thích hợp hơn. Thứ nhất, bà có một quan điểm rất cứng rắn với cộng sản Trung Quốc. Thứ hai, bà lại là một người gốc Á, do đó. Khi mà chuyển trục về Á Châu, một nữ phó tổng thống gốc Á, nó vẫn mang cái tác động tốt và tích cực cho cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Do đó, nếu mà nhìn về cương vị mà gọi là phải chọn đó, thì tôi nghĩ rằng bà Nikki Haley có cái điểm cao hơn. Còn nếu không thì ông Trump có thể chọn mang tính chất nội địa đó, thì là Candace Owen. Candace Owen là một người Mỹ da đen bảo thủ, cổ sáng lập phong trào Plastic Tức là dựa trên cái ý tưởng của Brexit là anh rời khỏi Liên Hiệp Âu Châu đó. Là có muốn thúc đẩy cộng đồng người à, da đen là phải tự lực cánh sinh và tự tạo ra tài sản không ăn nhờ cái tiền chính phủ đó. Thì Candace Owen là một trong những nhân tuyển thích hợp nếu ông Trump hướng nội. Còn nếu mà đối ngoại thì bà Nikki Haley nhiều hơn nha. <laughs> Khác biệt giữa Supreme Court... Tư pháp và DOJ Bộ Tư pháp. Thứ nhất là Bộ Tư pháp là cái nơi lập thủ tục điều tra và truy tố. Truy tố. Còn Supreme Court nằm bên ngành tư ngành tư pháp, tức là họ là cái nơi xét xử các vụ án và giải thích hiến pháp. Nếu họ là Supreme Court, tức là tối cao pháp viện đó, họ là nơi xét xử các vụ án và giải thích cái và có thẩm quyền giải thích cái bản hiến pháp cũng như là bảo vệ cho hiến pháp. Còn Bộ Tư pháp DOJ thì nó chỉ có cách trách nhiệm lập thủ tục điều tra và khởi khởi tố thôi nó khác nhau chỗ này nha yeah. rồi tiếp tục à ông Ted Cruz là đại sứ Mỹ ở Việt Nam ông ta là thành viên đảng nào và ông ta có thể đăng ký uh, tổng thống Mỹ không anh trên nguyên tắc thì được nhưng mà Ted Cruz thì uh, là nhân vật cực tả và ông ta thuộc đảng dân chủ và ông ta là một người đồng tính và ông ta là một kẻ đối với chúng tôi là một kẻ cà chớp Đơn giản vậy thôi Tại vì ông này á là một kẻ rất cà chớn Và nói láo Chối nhiều lắm Thì cái vụ này tôi đã Tôi với cô kỹ đã moi ra mấy năm trước rồi Và đích thân John Kerry lúc đó Làm bộ trưởng ngoại giao phải viết thư xin lỗi Và buộc tên này lên xin lỗi Nhưng mà cuối cùng tên này nó chọn cái cái Một cái chỗ khác nó lên nó xin lỗi kiểu ba làng thì bây giờ nó nó pro Việt Nam mà nó pro cho cộng sản mà nha rồi tiếp tục à... wow Ok, cho em hỏi vai trò của Fannie và Freddie Mac trong việc mua bán nhà Mỹ. Đó là những cái nơi đưa ra cái quy tắc và đưa ra những cái phân tích nhận định cho cái ngành địa ốc. Họ đưa ra những cái quy tắc về vay tiền, mượn tiền cho tới lúc định giá và họ căn cứ trên cái và họ kềm chế những cái trò gọi là lợi dụng cái ngành địa sản để mà làm bậy. Thì đó là những cái cơ quan được khả tính, nói là những cái công ty độc lập nhưng mà nó được sự tin tưởng của giới địa ốc những đánh giá của họ những quy tắc của họ đưa ra là tất cả giới địa ốc đều tuân thủ nha rồi tiếp tục à Vì sao Mỹ đưa chiến đấu cơ lâu đời ở tại Trung Đông còn Á Châu thì máy bay hiện đại. Cũng không phải vì sao nữa. Tùy theo cái chiến lược của Mỹ. Mỹ bây giờ đang có chương trình nâng cấp tất cả các chiến đấu cơ của họ. Cho nên những chiến đấu cơ lâu đời sẽ bị lôi về Mỹ hết tại vì nó đã về hưu rồi và bây giờ ở ở trung đông cũng có những cái chiến đấu cơ hạng nặng mà ví dụ như là những chiếc F-35 của Hoa Kỳ là đặt ở tại căn cứ ở thổ nhĩ kỳ đó sẵn sàng bất cánh giờ phút ở, cất cánh bất cứ giờ phút nào thì ở trung đông vẫn có những chiến đấu cơ gọi là top nhất của Hoa Kỳ vậy có điều là khi chuyển trục về Á Châu thì à, nó đòi hỏi nhiều cái khác nhau vì hai cái cục diện nó khác nhau và phía Trung Đông thì bây giờ Mỹ đang rút cho về hưu một số những chiến đấu cơ để thay vào đó những chiến đấu cơ hiện đại nha. Ok. À. Bà Tusi cấp 3 để lấy phiếu của Dân Chủ để có thể ông Trump được chọn vào và Vice President năm 24. Tusi cấp 3 cho tới giờ phút này bà ta chỉ từ bỏ cái đảng Dân Chủ chứ bà đâu bà ta đâu phải bên đảng Cộng Hòa. Bà là một người độc lập mà bà cũng giống như bà cinema thôi, bà là người độc lập chứ bà không có dính gì tới đảng dân chủ và cũng không có dính gì tới đảng cộng hòa. mặc dù bà có cảm tình và bà support cho nhiều ứng cử viên đảng cộng hòa trong cuộc bầu cử vừa rồi, nhưng về quy tắc bà không phải của đảng cộng hòa, nha. Yeah. rồi tiếp tục, à wow, fed tăng lãi suất ảnh hưởng gì tới uh, ngành ngân hàng? fed tăng lãi suất thì tức là ngân hàng cũng phải tăng và ngân hàng tăng thì bây giờ phân lời đã cao Bây giờ phải chấn cao thêm nữa Thì lúc đó nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều Thì đương nhiên là ngân hàng có lời có lỗ Tại phân lời tăng thì họ tăng cái phân lời cho vay Thì họ cũng tăng luôn cái phân lời ký gửi Tức là quý vị bỏ tiền vào saving Quý vị bỏ tiền vào CD Thì cái phân lợi nó cao hơn Vấn đề chỗ đó có đều là cái việc tăng phân lời này Nó sẽ ảnh hưởng tới thị trường địa sản nhiều Nha yeah. à. rồi tiếp tục à em hỏi cho macken có phải uh, diện ho được đi mỹ không? tôi đã giải thích chuyện này rồi nha. cho macken chả dính dáng gì tới chuyện này cả. chỉ có tu chính một cái phần ở trong cái uh, đạo luật về di trú, trong đó cho phép những người nào mà theo cha mẹ ghi danh rồi mà sau đến lúc phỏng vấn mà trên 21 tuổi thì vẫn được đi tháp tùng với cha mẹ để định cư. nếu mà đi diện ho thì cho macken chỉ là người đứng ra tu chính ở trên sàn thượng viện và đưa cái đạo luật đó ra. ông lấy tên ông luôn làm đạo luật cho McCain luôn. Nhưng nó không có liên can gì tới việc đưa người HO qua Mỹ. Đưa người HO qua Mỹ là công trạng của bà Cúc Minh Thơ, của tướng Westmoreland và thời của tổng thống Reagan. Nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À, ở Florida vật dụng bà mà như là quần áo mũ nón đa số sản xuất ở USA, một tiểu bang đầy tương lai. Ok, thì tôi nói quý vị, tiểu bang Florida bây giờ đang là tiểu bang dẫn đầu lãnh đạo của khối bảo thủ. Lúc trước cây cờ này nằm trong tiểu bang Texas của của tiểu bang Texas. Nhưng mà với cái chính sách cứng rắn của Ron DeSantis đã đẩy Florida trở thành tiểu bang lãnh đạo của các tiểu bang đại Cộng Hòa rồi. nha yeah. Rồi. À... Tổng thống Trump giống như Tổng thống Kennedy trước đây vì quá tự tin vào đức của mình cũng như tin tưởng sự cũ của tri Mỹ. Hai ông ta là kẻ thù bị hại. May là ông Trump còn sống. No. Kennedy là người thúc đẩy cho cái chủ nghĩa cực tả đó sau đại vậy thế chiến. Ông ta là người thúc đẩy rất nhiều chủ nghĩa cực tả và được lòng của giới cánh tả vô cùng cho nên nó tô lên cái hình ảnh của Kennedy rất đẹp. Nó tô lên cái hình ảnh của Kennedy rất đẹp. Ông ta là người thúc đẩy chủ nghĩa cực tả đó. nha. Rồi tiếp tục à Vụ điều tra đường ống khí đốt Nhà báo nói Biden ra lệnh tấn công Nhà báo đó làm sao biết cách điều tra Tôi không biết nhưng mà cái người mà đưa ra cái bản báo cáo đó Lại là người đọc giải Pulitzer Tôi không biết ông làm cách nào Ông điều tra dựa trên những cái Mảnh vỡ ở trong đó Dựa trên những cái sinh hoạt Của cộng đồng tình báo ở đó Hay là dựa trên những cái quan hệ ngoại giao Ở khu vực đó Để ông, ông điều tra Nhưng mà cái người đưa ra bản báo cáo này Lại là một nhà báo không phải thứ thường từng đoạt giải Pulitzer tức là giải thưởng cao quý nhất của cái ngành báo chí đó thì cái vị do đó là đám cánh tả nó đè xuống nó không khai thác tại vì bất lợi cho Joe Biden còn vấn đề sự thật như thế nào chúng ta không biết nhưng mà ít nhất cái quy thế của cái nhà báo đó là mấy mấy người đó không phủ nhận được nha yeah. rồi tiếp tục ok à ok bầu cử người ta hay gọi là tiểu bang chiến này là sao là những nơi mà lá phiếu dễ thay, dễ thay đổi cái khối phiếu độc lập nhiều họ nghiêng về phía nào thì phía đó ví dụ bầu cử đó là những những tiểu bang nào ra tiểu bang đó rồi Texas họ bầu cho cộng hòa rồi khó thay đổi lắm Cali bầu cho dân chủ rồi khó thay đổi lắm vậy thì còn lại một số những cái tiểu bang mà thường xuyên thay đổi tại vì ở đó khối phiếu độc lập nhiều có lúc họ nghiêng qua dân chủ có lúc họ nghiêng qua cộng hòa cho nên thắng bại nằm ở những tiểu bang đó Chứ không phải nằm ở Cali, không phải nằm ở Texas, không phải nằm ở New York Mà nó nằm ở những tiểu bang đó Những tiểu bang đó có khi là những tiểu bang rất nhỏ Nhưng là bởi vì nó nắm cái khối cử tri quan trọng, cái khối cử tri đoàn quan trọng Tại vì muốn thắng được là 270 cử tri đoàn Thì bây giờ Cali có 55 cái phiếu cử tri đoàn là của của Dân Chủ rồi Texas có 38 cử tri đoàn là của Cộng hòa rồi hai tiểu bang này đâu có thay đổi đâu. do đó những cái tiểu bang đang thay đổi, thường thay đổi á, nên nằm ở đó, nó gọi là tiểu bang chiến địa, chiến lược. tức là những cái tiểu bang mà có thể thay đổi lá phiếu, thì thắng bại là nằm ở những tiểu bang đó, chứ không phải thắng bại quyết định ở Cali hay Texas. do đó người ta gọi những tiểu bang đó là những tiểu bang chiến lược, nhưng mà những tiểu bang chiến lược này nó thay đổi theo từng chu kỳ. là ví dụ như bây giờ đối kỳ năm nay là coi như là bầu cử tổng thống là arizona biến thành blue state rồi thì nó sẽ không còn là tiểu bang chiến lược nữa nhưng ngược lại những cái tiểu bang nhỏ nó thay đổi như là michigan illinois rồi à, à, đó đại khái những tiểu bang đó thì họ vẫn thay đổi khối phiếu được nha yeah. rồi tiếp tục à cho em hỏi tại sao người quốc gia ở hải ngoại vẫn thần tượng thích giới hạnh tôi đâu thấy ai đâu chỉ có một vài người là học trò của ổng đệ tử của ổng thôi chứ tôi đâu thấy là người quốc gia hải ngoại toàn bộ đều thần tượng ông ta chỉ có thiểu số vài ba người thôi là người ta vẫn ủng hộ cho ông thích Nhất hạnh thôi và kẹt một cái là trong số thiểu số đó lại là, là những kẻ to mồm nhất những kẻ to mồm nhất tức là nó nắm ngành báo chí nó làm cho quý vị có cảm giác đó Chứ người hải ngoại đâu có thích đâu. Đa số người Việt ở hải ngoại đâu có thích cái thái độ của Thích Nhân Hạnh đâu. Là bởi vì ông ta thành một thiền sư nổi tiếng là nhờ thể chế Việt Nam cộng Hòa. Rất rõ ràng ông ta được cái cơ hội đi nước này nước kia thậm chí có cơ hội gặp luôn cả Martin Luther King nữa. Là nhờ vào cái thể chế và cái nguồn uh, máy của Việt Nam Cộng Hòa cho ông ta được những cái cơ hội đó Ok Rồi à. American Dream còn không phải chú Tại con đang quen bạn gái Là citizenship và cô ta muốn Cưới bảo lãnh con qua Ở Việt Nam con cũng ổn định khoảng 25 triệu Một tháng chú nhận định thế nào ạ à? 25 triệu một tháng Mà con có được người bạn gái đưa con qua Mỹ Là con lucky lắm rồi là con lucky lắm rồi đó con con may mắn lắm rồi đó tại vì ở ở bên đây nếu mà cô gái các, các cô, gái bên đây đó họ chọn mấy kỹ sư á trăm mấy hai trăm ngàn một năm 100 mấy 200 trăm ngàn USD một năm chứ nó đâu có khùng điên lấy lấy thằng lương 25 triệu ở Việt Nam ok đó là điều thứ nhất điều thứ hai nữa chuyện vợ chồng bảo lãnh cho nhau là chuyện thường còn American Dream con hiểu ý nghĩa nó là cái gì không con hiểu nghĩa của American dream là cái gì không? Con không hiểu thì con đừng có đừng có đừng có hiểu đừng có diễn dịch sai cái chữ này nha con. Ok. Liệu năm nay Joe Biden có cho giải mật hồ sơ nguồn gốc 19 không? Ông đã ra lệnh rồi, ông đã ký rồi. Thì khi mà cho cổng ký cho lệnh giải mật thì các cái công ty truyền thông có thể dựa vào cái đạo luật quyền được biết thông tin để buộc bên phía một cục tình báo và bộ quốc phòng cung cấp những chứng từ đó cho họ. Ông đã ký xong rồi, thì bây giờ cho vài tuần nữa thì các công ty truyền thông họ sẽ lấy về họ đọc hết tất cả những chứng từ đó, những cái điều tra của à, bộ tư à, bộ quốc phòng, những cái à, tin tức về tình báo của cộng đồng tình báo được giải mật, thì lúc đó những những nơi này phải có nhiệm vụ cung cấp cho các công ty truyền thông báo chí dựa trên cái đạo luật quyền được biết thông tin của người dân Hoa Kỳ. Thì ông đã ký rồi, đâu cần phải là liệu từ đây tới cuối năm đâu. Ông đã ký rồi, nó thành luật rồi. Thì bây giờ bất kỳ một công ty truyền thông nào đều có quyền tiếp cận cái cái tài liệu giải mật này hết nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À Người Mỹ gốc Nga họ ở bên Mỹ chỉ rải rác hay tập trung đóng góp vào ngành nào vậy anh Phong? Đa số họ ở New York đa số họ ở New York ngày xưa lúc mà tôi thời tôi ở New York đó là cái nơi thao túng nhiều nhất của mafia Ý và mafia tàu nhưng bây giờ ở New York là nó nằm dưới sự thao túng của mafia nga và mafia Latino ok thì ở New York là cái nơi mà à, phải nói là người nga tập trung nhiều nhất người nga tập trung nhiều nhất là ở New York nha rồi tiếp tục wow. À... Wow, lướt vào à hồi lúc một cái một số cái đã hỏi rồi nha ok à có khi nào nhà báo lại nói nguồn tin giấu tên để tung tin giả không anh phong nhiều lắm cho nên kỳ rồi ông thống đốc của freda đó ông ronald saintec á là ổng ra cái luật ổng ký bởi thượng viện và hạ viện đã bỏ phiếu đó nó gọi là luật chống phỉ bán thì trong cái luật chống phí bán này á, mục đích là nhắm vào những cái tay nhà báo và những cái tờ báo luôn luôn dựa vào nguồn tin giấu tên. Thì mình đâu có biết nó có dựng chuyện hay không. Mà nó nói là dựa vào nguồn tin giấu tên. Thì quý vị, vấn đề ở chỗ là cái quy tắc giấu tên nó như thế nào. Nếu có sự thông đồng của tên tổng biên tập và cái người thư ký tổng biên tập cùng với tên ký giả, nó dựng lên câu chuyện đó thì làm sao đây? Do đó, ông Ronald DeSantis, ông ra cái luật chống phỉ bán là buộc các nhà báo chí khi mà dựa trên nguồn tin giấu tên thì họ phải xác nhận cái nguồn tin đó của ai. Nếu không là phiếu tiểu bang lập đơn và khởi kiện họ về cái tội phỉ bán. Nếu họ dựa nguồn tin giấu tên gây thiệt hại cho những uh, nhân vật mà họ đề cập tới. Nha. Yeah. Rồi tiếp tục à, nếu do thái đánh iran có vi phạm luật quốc tế không quy, về quy tắc thì có vi phạm nhưng mà tôi nói trong chiến tranh á, không nói được chuyện gì hết nga chiếm ukraine có vi phạm vụ luật quốc tế không yes nhưng mà nó vẫn đánh đó trên vi phạm ai gây chiến là vi phạm hết vấn đề ở chỗ là quý vị làm gì được người ta đã mới là quan trọng còn đó Nga chiếm Ukraine, đánh Ukraine đó Có vi phạm không? Yes Khi quý vị gây chiến tấn công một nước khác Là quý vị đã vi phạm rồi Nhưng mà Vấn đề còn lại là sẽ có Bao nhiêu người phản ứng với sự vi phạm đó Hay ủng hộ cho sự vi phạm đó Thì mình không biết Ok, nhưng mà nói là gây chiến Là đã vi phạm chiến tranh rồi nha yeah. Rồi, à Vụ nhân viên hàng không được thả, Quy nói đứa cháu là võ văn thưởng, anh nghĩ con dê tới thằng bị bắt không? Tôi chả biết nó có phải là cháu hay không, tôi chỉ biết là bốn cô này đang có thẻ đảng. Nó được thả là bởi vì cái nghị định, thông tư hay là cái chỉ thị nộ, trong nội bộ đảng. Do đó nó phải thả trong vòng 72 giờ, rồi sau đó khi nó lập thủ tục trục xuất gì đó, khai trừ gì đó, nó mới cho phép bắt lại. Còn cái vấn đề của bốn cô này là con ông cháu cha, con cái của ai, cháu của ai thì tôi không biết. Nhưng mà cái vụ này thì dân chúng Việt Nam đã bất mãn rất là nhiều. Điều thứ nhất tôi ghi nhận là dân chúng Việt Nam bất mãn rất nhiều. Điều thứ hai là tôi đang ngồi tôi ngó coi cái văn phòng Interpol. Họ đang quan sát coi công an Cộng sản Việt Nam lúng túng kiểu nào. Lúng túng kiểu nào để mà phù hợp với quy tắc của văn phòng cảnh sát quốc tế và đồng thời có thể cứu được bốn con này. Thì bây giờ văn phòng cảnh sát quốc tế trụ sở đặt tại Pháp á họ đang quan sát nha. Yeah. Rồi tiếp tục à Ok, à, có những cái không có liên can gì thì đừng có hỏi tôi nha, tôi không muốn trả lời những cái uh, sầm sầm ba láp mà quý vị mua quan tâm nha. Wow, quốc hội Pháp cho gì đây? À... lướt qua một số à Tại sao người đấu tranh dân chủ ở Lào hiếm viên Phong Em thấy ít thông tin quá Thứ nhất là không có người đưa tin Và thứ hai nữa là những người Lào họ hiền hòa hơn Họ hiền hòa hơn rất là nhiều Trong mấy cái sắc tộc ở Đông Nam Á Tôi thích nhất người Lào Họ nói năng rất nhẹ nhàng Và tánh họ hiền hậu lắm Có điều là cái lửa đấu tranh ở tại đó thì tôi không biết Có thể là do Trung Quốc nó trấn áp hết rồi Cộng sản Việt Nam kẹp một bên nữa rồi Do đó mình cũng không biết được nhiều thông tin về Lào nha. Quốc hội Pháp cho phép xây lò điện hạt nhân khí hậu toàn cầu đến hồi kết. Thật sự quý vị, nhu cầu năng lượng không muốn lệ thuộc Nga thì phải sử dụng các cái nguồn năng lượng khác. Thì bây giờ chỉ có hai cái là có đáp ứng kịp thời là lò nguyên tử. Lò nguyên tử và thủy điện là lẻ nhất thôi. Còn mà ba cái phong điện với lại ba cái panel địa của Thái Dương Điện đó thì mất thời gian install và nguồn cung cấp khó hơn. Do đó, do vấn đề là các quốc gia phải làm cách nào để giải quyết bài toán năng lượng của mình thôi nha. Rồi tiếp tục. Ok, Đức đòi bắt Putin, anh nghĩ Đức có cứng rắn đối với Nga không? Nó nói là nhỏ gì vậy thôi, bây giờ tôi đố nước Đức dám bắt Tôi đố nước Đức dám đá bắt tuyên bố thì cứng lắm, nhưng có điều là gì? Họ biết chắc là ông Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không bao giờ đặt chân tới nước Đức. Làm sao bác? Do đó, họ tuyên bố mạnh miệng là cái chuyện của họ. Nhưng mà thử đụng vô đi. Thử đụng vô đi là sẽ biết ngay. Tại vì Đức vẫn còn lệ thuộc 40% nguồn khí đốt từ phía Nga. Do đó, bây giờ mà nó cắt giữa chừng một cái thôi là nước đức coi như là tê liệt cái ngành công nghiệp đó rồi tới mùa hè này nó cắt một phát nữa là dân đức không biết bao nhiêu người chết vì nóng bởi vì không có máy lạnh máy lạnh chạy bằng khí ga mà nhiều thứ lắm ok rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho sáng ngày hôm nay phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình vô đề sáng ngày mai làm tại bắc california tại vì uh, xong chương trình này phong sẽ lái lên bắc california và quý vị nào muốn gặp sáng ngày mai thì ghé ra paloma cafe mình uống ly cà phê khoảng chừng một tiếng đồng hồ thì quý vị nào ở bắc california muốn gặp thì ghé ra paloma tại vì uh, xong bữa nay thì phong sẽ lái xe lên san jose uh, vào ngày mà và sẽ có mặt ở, ở đó ngày mai ok thì ngày mai có dựng một cái uh, À, một cái một cái sự một cái vụ ở trên đó rồi sau đó có thể ghé ra Paloma uống ly cà phê nha tầm khoảng 12 giờ một giờ gì đó cảm ơn tất cả mọi người chúng ta sẽ gặp lại sau bye bye